là tỉnh lỵ của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên thì nó lại nằm thành phố Vinh thì lại nằm sát với địa bàn Hà Tĩnh ạ. Và thành phố Vinh thì hiện nay không những là tỉnh lỵ của tỉnh Nghệ An mà được quy hoạch là trung tâm kinh tế chính trị đồng thời của cả vùng Bắc Trung Bộ, với đủ các loại hình phương tiện giao thông vận tải, có cả đường hàng không, có sân bay quốc tế, và đồng thời có cả đường sắt, đường thủy và đường biển. Và Vinh thì có diện tích khoảng 104,96 km2 và với dân số tính đến năm 2013 là khoảng 480 người. Và đối với quy hoạch đến năm 2020 sẽ có khoảng dân số là khoảng 1 triệu. Từ cầu Bến Thủy 2 mình đi ra thành phố Vinh thì nằm ở bên bờ sông Lam, phía bắc là có một cái xe đò ra bên chở toàn người Nam Định thôi. Và nó đi qua cầu Bến Thủy này, nhưng mà đông nam thì giáp với nó quét qua huyện thì không may là cái xe nó của Hà Tĩnh theo, và phía cả cái xe đó trên cầu Bến Thủy đó là dọc cái sông này thì người ta mãi sau mới vớt được. Thành phố Vinh thì được trên bùi đắp phía trên này, đằng sau mình vừa đi qua là người ta có lập khu đền thờ dành cho sông xe đó với cái người con Nam Định đó. Do vậy mà địa hình của thành phố Vinh là rất bằng phẳng. Tuy nhiên với cái địa hình bằng phẳng đấy nhưng mà không hề nhàm chán, bởi vì là bên thành phố Vinh còn có được tô điểm bởi núi Dũng Quyết cùng Vinh làm việc, và bao quanh là dòng sông Lam thơ mộng. Có vào không ạ? Không làm việc nghỉ rồi. Nhưng mà vào xa không? Đã 12 cây nhưng mà thành phố Vinh thì xưa có tên vốn là từ vùng Kẻ Vang hoặc Kẻ Vinh. Sau đó thì có rất được đổi tên rất nhiều lần là Vinh Giang, Vinh Danh rồi Vinh Thi. Tuy nhiên sau rất nhiều lần đấy thì cuối cùng lại tên gọi lại được rút gọn lại là thành Vinh, và cái chữ Vinh này chính là đọc trạch từ chữ Vinh ấy. Và với cái địa hình mà được bao bọc bởi núi và một mạng thành giáp biển đông thì ngay từ thời xa xưa các thành phố Vinh nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đã có một cái vị trí rất quan trọng ngay từ đời thành phố Vinh đã đóng một cái vai trò rất quan trọng trong quá trình phòng thủ của đất nước Tương Lai.